Trên đường tới Ninh Quốc để thu thập nốt công pháp cuối cùng, Tô Thần phải đi ngang qua sa mạc nóng nực. Nhưng lạ thay, giữa sa mạc khô khan lại mọc ra một hồ nước trong xanh, mà đặc biệt lại có một mỹ nhân đang tắm rửa giữa thanh thiên bạch nhật. Đúng là ý trời trêu ngươi Tô Thần, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, liền táp vào một bụi cây kín đáo nhìn ngó. Trong quá trình thưởng ngoạn, Tô Thần không may để phát ra tiếng động, khiến Diệp Bối Bối phát hiện. Ngay lập tức trừng trị hắn bằng một quyền thương, nhưng cũng may Tô Thần nhanh trí, lấy mạnh hư châu làm bia đỡ đạn. Sau một hồi trò chuyện, Tô Thần cũng biết Diệp Bối Bối là đang tìm giết hắn. Qua quá trình dụ dỗ, Tô Thần cũng kéo được Diệp Bối Bối cùng đến Ninh Quốc với hắn. Còn chưa kịp đi đã có hai tên tự xưng từ đảo Tử Trúc tới ám sát họ. Diệp Bối Bối một thương tiễn hai tên này về Tây Thiên Cực Lạc. Cuối cùng hai người cũng đến được tàng kinh các của Ninh Quốc, Tô Thần còn thuận lợi lấy được bí thuật cuối cùng. Gấp gáp tu luyện luôn, Tô Thần chỉ phút chốc đã luyện thành Chu Tiên, phải tiêu hao 30 vạn điểm để lên cấp 1. Tất cả các cao thủ ở Nam Cảnh cùng Thương Mãng Sơn đều cảm nhận được đã có người luyện thành Chu Tiên. Tô Thần phút chốc lực lượng dồi dào, nhưng cái hắn chờ đợi là đột phá trúc cơ cảnh kia. Đáng tiếc hệ thống thông báo, Tô Thần tư chất không đủ, huyết mạch và thiên phú bị hút sạch, không thể đột phá trúc cơ cảnh. Tô Thần đứng hình mất 5 giây, toàn thân sốc toàn tập, hắn vì tội mê gái để gái hút sạch hết, đúng là chuyện cười rồi. Màn vui này sao có thể thiếu vạn vạn được, sơ hở Tô Thần thất thế là có vạn vạn cười vui đau cả ruột, gì chứ thấy hắn cay cú thì tiểu hệ thống thấy mãn nguyện rồi. Tô Thần tức run người, kìm nén cơn giận dữ vào trong nắm đấm, giáng một đòn vào vạn vạn còn đang cười trước mặt hắn, lập tức cầm mù ngay cho hắn. Thật không ngờ, thân thể này lại là không đủ tư chất, xem ra Tô Thần muốn thăng tới trúc cơ cảnh thì phải nghĩ cách tăng lên tư chất, nghe nói thái cổ huyết tủy có thể tăng lên tư chất. Còn đang trong đống suy nghĩ hỗn độn thì từ truyền đến giọng nói của Diệp Bối Bối, Tô Thần chợt như phát giác được điều gì, hóa ra Diệp Bối Bối là đang giúp hắn đỡ thiên lôi. Lúc này bên ngoài, hình bóng nhỏ bé của Diệp Bối Bối vác theo cây thương đang chờ đợi đợt thiên lôi tiếp theo giáng xuống. Nhưng có vẻ trận thiên lôi này càng mạnh lên rồi, lập tức Diệp Bối Bối đã không thể chống cự được nữa, bỗng bóng dáng Tô Thần đã xuất hiện ngay ở sau đỡ lấy nàng. Bây giờ nàng đã xong nhiệm vụ, chuyện tiếp theo để Tô Thần lo, Tô Thần chỉ một tay đã thu hồi được thiên lôi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, đợt thiên lôi tiếp theo lại giáng xuống, Tô Thần dùng một quyền đấm bay màu thiên lôi luôn, dáng vẻ này quá là cuồng ngầu rồi, khiến Diệp Bối Bối cũng thững người ngây ngất. Tô Thần chỉ vài quyền đã giải quyết được vấn đề, tiếp đất thả Diệp Bối Bối xuống. Không quên hỏi han nàng, Diệp Bối Bối tỏ vẻ cứng rắn, chịu chút thương nhỏ, tuy rằng bị thiên lôi đánh hơi đau, nhưng nhân cơ hội này hấp thụ được không ít thiên địa nguyên lực, cũng không thấy lỗ. Nói như thế là không được rồi, dù gì Tô Thần cũng nợ nàng một lần, Diệp Bối Bối lại tỏ vẻ không quan tâm lắm. Không cần Tô Thần trả ơn, chỉ cần hắn dẫn nàng đi Long Quốc tìm Tô Thần là coi như huề. Tô Thần cương quyết không chịu, hai chuyện khác nhau sao có thể gộp chung được. Vừa nãy nàng mới xả thân hộ pháp cho hắn, tương đương nàng cho hắn một phần tình yêu, cho nên hắn phải trả nàng một phần tình. Diệp Bối Bối tỏ vẻ e ngại, không dám nhìn thẳng mặt Tô Thần, chỉ là nàng góp chút sức mọn, Tô Thần trả như thế có phải hơi nhiều rồi. Hai người một nam một nữ còn đang ái ngại, trao đổi tình cảm mặn mòi với nhau. Từ đâu một lũ kỳ đà xen vào phá đám, đó chính là hoàng đế Ninh Quốc, Ninh Xuyên cùng đám thuộc hạ đến bái kiến Tô Thần. Phút chốc Tô Thần hơi sững sờ, sợ đám người này làm hỏng việc của hắn, hay chính ra là làm lộ thân phận, bèn đưa cho Diệp Bối Bối một viên đan dược để nàng tự trị thương. Còn chả để con gái nhà người ta kịp phản ứng, ông thần này đã ném bục vào miệng Diệp Bối Bối, suýt chút khiến nàng nghẹn mắc cổ. Tô Thần ngay lập tức đi ra, tiến đến chỗ của Ninh Xuyên, rồi lập tức lôi ra Mạnh Hư Châu ra ném trước mặt hắn tra hỏi. Thấy Mạnh Hư Châu, Ninh Xuyên liền lập tức hoảng sợ lùi về sau, bắt đầu hối lỗi là do nhất thời hồ đồ mới phái Mạnh Hư Châu ám sát Tô Thần. Hắn biết sai rồi, xin Tô Thần giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng. Hãy trả lời câu hỏi của Tô Thần, rồi hắn sẽ xem xét thái độ, có nên tha cho Ninh Xuyên không? Câu hỏi rất đơn giản, Mạnh Hư Châu tại sao lại bệnh điên? Thì ra Ninh Xuyên thực sự biết, Mạnh Hư Châu vốn là đại tướng quân bảo vệ nước của Ninh Quốc. Năm đó phụng mệnh của Tiên Hoàng đi về đảo Tử Túc của Đông Hải để xin lấy tiên dược, sau khi quay về thì trở nên điên loạn thích giết người. Nhớ đến đảo Tử Trúc, Tô Thần cũng ném ra xác của hai tên tấn công vừa nãy, Ninh Xuyên lập tức nhận ra ký hiệu của đảo Tử Trúc. Đảo Tử Trúc nằm ở ngoài vạn dặm Đông Hải, nên Ninh Xuyên cũng không biết nhiều, chỉ nghe nói trên đảo Tử Trúc có một môn phái tu luyện, tên là Chú Kiếm Các. Môn phái này có sở trường luyện khí, mà các chủ của bọn họ là tồn tại siêu việt thiên giai, thực lực rất mạnh. Nghe nói ngoài các chủ ra, Chú Kiếm Các còn có 7 cao thủ thiên cảnh đỉnh phong, xưng là Chú Kiếm Thất Tử, không những thực lực lớn mạnh, hơn nữa mỗi người đều luyện khí đại sư. Tô Thần hơi sững lại, chả lẽ luyện khí đại sư có liên quan đến nhục thể lớn mạnh của Mạnh Hư Châu? Tô Thần là thầm suy nghĩ, bây giờ hắn tu thành Chu Thiên rồi, thực lực tăng mạnh, nhưng dù sao không đột phá đến trúc cơ kỳ, trực tiếp đi khiêu chiến với Huyền Thủy Giao, thắng thua cũng không dễ nói. Nếu như nhục thân của Tô Thần cũng lớn mạnh như Mạnh Hư Châu, thắng thua có lẽ tăng lên không ít, xem ra cần đi một chuyến tới đảo Tử Trúc rồi. Thấy Ninh Xuyên cũng rất thành thật, Tô Thần nể tình thân cho hắn một mạng, coi như xí xóa chuyện ám sát hắn, bây giờ Ninh Xuyên cùng Văn Võ Bách Quan đi Long Quốc tìm Hoàng huynh hắn đi.
Tô Thần quay người về phía Diệp Bối Bối, xem nàng đã hồi phục hoàn toàn chưa, để cùng đi một chuyến tới Đông Hải với hắn. Diệp Bối Bối bất giác không kìm chế được cảm xúc, sao lại là đi Đông Hải nữa? Tô Thần đã nói sẽ đưa nàng đi Long Quốc tìm Tô Thần, chả lẽ hắn muốn nuốt lời sao? Tô Thần là vội vàng giải thích, với thực lực bây giờ của nàng ta, muốn đối phó với Tô Thần chính là tìm cái chết, vì thế hắn phải đưa nàng đi thăng cấp trước. Diệp Bối Bối là không tin, Tô Thần lại lợi hại như thế sao? Nếu so hắn với Tô Thần giấu thân phận, thì ai sẽ lợi hại hơn? Tô Thần đang giấu giếm thân phận, tất nhiên phải tỏ ra yếu thế rồi. Tô Thần là một cường giả, hắn đến tư cách sách dép cũng không có. Sốc toàn tập với điều này, Diệp Bối Bối lại thấy sững sỡ. Tô Thần ẩn danh đến thiên lôi còn đánh bại được, nếu như ngay cả sách dép mà hắn cũng không xứng, thế Tô Thần kia phải mạnh tới cỡ nào? Vì thế mới nói, trước tiên khoan đã đi tìm Tô Thần kia, hãy đi cùng Tô Thần ẩn danh trong hình bóng ngạn tổ để cùng kiếm chút điểm kinh nghiệm, thăng cấp rồi đi đối phó với Tô Thần. Diệp Bối Bối cũng chẳng cãi gì thêm, thôi thì cũng đồng ý cùng đi, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ nàng cũng không hỏi rõ ràng, đã bắt nàng đi đối phó với Tô Thần. Nếu như không phải nàng may mắn, gặp được người tốt như Tô Thần đội lốt ngạn tổ, e là đồ nhi sẽ chết ở Long Quốc rồi. Bay một lúc, Tô Thần cùng Diệp Bối Bối đã bay rất lâu rồi, nghỉ ngơi trên đảo này một chút đi. Diệp Bối Bối là không muốn nghỉ ngơi chút nào, nàng muốn nhanh tay đến đảo Từ Trúc thăng cấp, rồi còn đi giết Tô Thần. Tô Thần mặc kệ những lời kiên quyết của Diệp Bối Bối, vẫn nhẹ nhàng ân cần lo lắng cho sức khỏe của Diệp Bối Bối vừa mới bị thương, hắn sợ nàng không nghỉ ngơi thì vết thương sẽ nặng hơn. Cô gái này như phiên bản nữ của Tô Thần vậy, độ tự tin không kém gì nhân vật chính, chút thương này sớm đã lành, cho dù có bị trọng thương, với sự hỗ trợ công pháp của nàng sẽ rất nhanh hồi phục. Tô Thần miệng thì tỏ ra quan tâm, nhưng tay lại không yên tay máy sờ lên người Diệp Bối Bối, chỉ là không biết nàng ta luyện công pháp gì mà lợi hại thế. Diệp Bối Bối phản ứng dữ dội, lấy hai tay che chắn toàn thân, tên này lại phút chốc bộc phát dê sồm với nàng sao? Còn về công pháp này, là do sư phụ nàng in sẵn vào trong đầu của nàng rồi, không thể nói với bất cứ ai. Hơn nữa công phu này cũng rất khó, có nói ra thì Tô Thần cũng chưa chắc đã học được gì đâu. Cứ như là đang kể chuyện hài với Tô Thần vậy, hắn có cả hệ thống chống lưng, làm gì có bí thuật nào mà không học được, xem ra là Diệp Bối Bối sợ hắn học được nên mới không dám nói. Chiêu khích tướng lập tức có tác dụng với Diệp Bối Bối, nàng liền chia sẻ công pháp trong đầu nàng. Đó chính là bất tử bất diệt, nếu như chỉ là công pháp tầng thứ nhất, sẽ ảnh hưởng đến 30 kinh mạch của nhân thể, 20 huyệt vị, người bình thường căn bản không học được. Tô Thần nghe qua cũng thấy có chút phức tạp, nhưng hắn có phải người bình thường đâu, huống hồ đã có hệ thống. Hắn liền chơi chiêu khiêu khích, tỏ ra không tin lời Diệp Bối Bối nói, chỉ không cho hắn thử, hắn sẽ cho rằng đang lừa hắn. Qua cay cú với sự coi thường này, Diệp Bối Bối vội vàng truyền lại bí thuật cho Tô Thần, để hắn thử công pháp đó. Ngay lập tức Tô Thần đã lĩnh hội được kỹ năng bất tử bất diệt rồi, kỹ năng kiểu trưởng thành, chỉ cần ký chủ có thực lực mạnh, kỹ năng này có thể trưởng thành là kỹ năng cấp thần. Xem ra Tô Thần lần này trúng mánh rồi, công pháp lần này thu hoạch lại có chút lợi hại, không có giới hạn, có thể thăng cấp vô hạn. Tô Thần nóng lòng muốn thăng cấp luôn, nhưng chưa kịp thăng cấp đã sốc lòi mắt vì điểm sáng huyệt vị, mỗi một huyệt vị là 1 vạn điểm kỹ năng. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.